Hãng dược phẩm Hoa Linh hứng chịu gạch đá vì thuê chiến thần chấp chấp bán phá giá dầu gội đầu. Nhân dịp đại hội sale ngày 4 tháng 4, dược phẩm Hoa Linh đã kết hợp với chiến thần chấp chấp nổi tiếng bậc nhất Hà Linh và có chia sẻ rằng sẽ có nhiều ưu đãi cực lớn dành cho dòng sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân. Mức giá cũng được công khai cụ thể như sau. Dầu gội Nguyên Xuân xanh sẽ có giá 18.000 đồng, giá gốc là 76.000 đồng. Dầu gội Nguyên Xuân đỏ có giá 11.000 đồng, giá gốc là 71.000 đồng. Có thể nói đây là mức giá rẻ đến giật mình cho một sản phẩm mỹ phẩm nói chung chứ không riêng gì mặt hàng dầu gội. Những tưởng chương trình sẽ thu hút được sự ủng hộ của đông đảo người xem, thế nhưng thực tế lại khác xa. Chỉ sau vài tiếng, chiến dịch này đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ phía khán giả, đặc biệt là nhóm đông các nhà phân phối, đại lý, hiệu thuốc cùng kinh doanh dòng sản phẩm này. Trên mạng xã hội, trong các group buôn bán, không khó nhận ra có rất nhiều bài đăng bức xúc của dân tình về chương trình ưu đãi giá rẻ giật mình mà dược phẩm Hoa Linh mang đến. Thậm chí về phía các hiệu thuốc, họ cảm thấy tổn thương như thể bị chính nhãn hàng phản bội. Theo ý kiến của các đơn vị phân phối, với mức giá chỉ từ 11.000 đến 18.000 đồng cho một sản phẩm dầu gội Nguyên Xuân được bán trên kênh TikTok Shop của chiến thần livestream nổi tiếng, các nhà thuốc, đại lý khác có thể bị khách hàng ngó lơ vì giá bán hiện tại cao hơn hẳn. Trong nguyên tắc kinh doanh, bán phá giá vốn là điều tối kỵ. Ấy thế mà ở đây, chính thương hiệu lại đang tự tay thực hiện điều đó. Trước cơn thịnh nộ của cư dân mạng, mới đây dược phẩm Hoa Linh đã chính thức lên tiếng giải thích về nội dung chương trình livestream của mình. Theo bài đăng được chia sẻ trên trang fanpage chính thức của thương hiệu, Hoa Linh cho biết những sản phẩm được bán với giá 11 đến 18 ngàn có số lượng giới hạn và chương trình ưu đãi shop này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn với mục tiêu là giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Tiếp đó, hãng tiếp tục trấn an khách hàng và hy vọng nhận được sự quan tâm của khách hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự giải thích đến từ dược phẩm Hoa Linh dường như không đủ để xoa dịu lòng người. Bài đăng bị người dùng Facebook đồng loạt thả biểu tượng giận dữ thay cho lời chỉ trích và hiện fanpage của thương hiệu đang tạm khóa chế độ bình luận trước sự tấn công dữ dội của netizen. Còn bạn nghĩ sao về việc phá giá của thương hiệu dược phẩm này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.